Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đến thăm động viên trao nhu yếu phẩm cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, các hộ nghèo, cận nghèo của xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm động viên trao hỗ trợ của tỉnh gồm 1 tấn gạo, 20 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác cho các cháu tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu. Nhân dịp năm học mới và đón Tết Trung thu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng nhiều phần quà cho các cháu. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến động viên trao hỗ trợ gần 1,3 tấn gạo cho 128 khẩu thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã Hiệp Cường, trao 26 tấn gạo hỗ trợ đợt 2 cho các hộ nghèo cận nghèo của huyện Kim Động. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các cháu mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, chúc các gia đình khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch.